Xin chào mọi người. Hôm nay thì em lại tiếp tục tháo con loa Leno Play R12 này ra xem cho mọi người xem bên trong nhé. Trước khi thì tháo thì em sẽ quay cho mọi người xem này. Nguồn này, chỉnh đèn LED này, EQ này, chất wireless này, vặt bảo pin này, push mode, tăng giảm âm lượng và play bow ha. Mặt trước của con này thì như thế này mọi người ha. Nó thiết kế cũng ok đó. Bây giờ em sẽ tháo ra ha. Con này thiết kế nó cũng ok mọi người. Mặt đây là mặt trong suốt này mọi người thấy không? Đây là các chứng nhận của nó để xuất đi này, tiêu chuẩn này, chất lượng này. Đấy, 5V 2A và output nó ao ngược ra sạc ra là 5V 2A luôn mọi người nhá. À 5V 1A nhá. Đấy. Đi rõ đây mọi người ha, thấy không? Ok. Wow. Bên trong của nó này, nhìn thiết kế nhìn hầm hố quá ha. Đường nét rồi các kiểu ha. Rồi. Còn ốc này ốc gì đây để tháo ra luôn đi. Không biết là con này con gì. Tháo ra luôn. Chắc main bo mọi người ạ. Con này chắc main bo. Đây chắc là main bo rồi. Này không phải ốc. Này là nó thiết kế. Mấy con này này. Không. Đúng rồi. Nó thiết kế kiểu hơn con ốc. Thế rồi mở ra luôn đi ghê chứ. Ok em tháo mặt trước luôn nha. Trước con này đây mọi người ha. Nó trang bị hai củ loa. Con này thì độ chi tiết cao lắm mọi người nhá. Âm thanh nghe nó sạch sẽ. Sử dụng mấy con chip xử lý nên nó cũng cho độ phân giải cao á. Rồi. Rồi cái mặt nạ của nó hả? Rồi. Cái lớp mặt nạ của cái ốp này thì em sẽ tháo cái này ra luôn đi ha. Coi nó có dính củ loa luôn không. Thôi củ loa ra luôn nha. Ừ dạ, cứng quá. Tìm cách lấy cái củ loa này lên trước đi. Nó dán keo luôn à. Rồi. Cứng quá, cái này ra mọi người. Cái mặt ra luôn đi.
dính cứng luôn đây này, căng thẳng á. Tiếp tục em cày cái đoạn này ra thì xem thế nào. Nó dính khó lấy ra quá. Đây, chưa biết lấy ra thế nào đây. Bây giờ em sẽ tiếp tục cày thử cái này ra coi nha. Ồ, cái mi này, này ra này được mọi người ơi. Đây này, quên cái mặt hông của nó phía sau này. Bây giờ đó, đây rồi, ok, đã cày được cái mặt sau này mọi người nhé. Giờ thì hiểu vấn đề của nó rồi đó. Rồi, ok chưa? Thì nó thiết kế gần quốc chứ không? Kiểu như là trừu tượng lắm. Rồi, đã thấy củ ra rồi nha mọi người. Đây, 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 đây. Em sẽ xả ra cho mọi người xem luôn ha. Rồi, em sẽ xả ra luôn cho mọi người xem. Ok, đơn giản. Rồi, và nó bự. Ok, mặt trước của nó này mọi người, nó làm cái này là mica nhựa mọi người nhá, trong suốt nha. Cái này nó không phải là trong suốt mà nó hơn hắc màu lên cũng đẹp lắm á. Đây là trong đây nè, lớp trong đây đèn nó sáng, là nói sao cái đèn nó sáng gì lắm, nó trắng. Nó trắng cái gì giờ, cái này gọi là gương á mọi người, kiểu dàn trắng gương á. Đây này, hai cái học riêng của nó này, hai cái học này. Đó, học bốc thì em nhìn cũng cứng cáp đó mọi người, học bốc nó thiết kế nó cứng á, con này thiết kế cứng cáp á, không. Rồi, đây đồ chơi nó ha. Đây, hiện tại là hai củ loa của nó, bass của nó mọi người này. Một cái loa mix bass, một cái loa treble này. Từ Ferret nha. Đấy. Con này thì nó còn có hộp ấy đàng hoàng luôn mọi người này. Lỗ để mà mình kiểm tra ấy á. Lỗ thông hơi á mọi người. Lỗ thông hơi á. Phát hơi. Ron của su nó cũng dày mọi người này. Em đo thử xem cái con này đường kính phủ bì là bao nhiêu ha. Con này phủ bì cả tầm 9 phân nha mọi người nhá. Phủ bì từ Mỹ bên này qua bên này luôn nhá. 9 phân. Con này cả tầm 7 phân rưỡi mọi người nhá. Phía sau này 500 của nó này, 7 phân rưỡi ha. Chiều cao của thằng này là cả tầm 5 phân mọi người nhá. Tầm 5 phân. 5 phân thì cả tầm 2 in. Này gần 3 in mọi người nhé, nó gần xem 3 in. Mặt trước phủ bì luôn này, 3 in rưỡi nhé. Còn con này trép, tất trép của con này thì cũng là sử dụng trép neo mọi người nhé, từ neo nhé. Từ neo thì tiếng nó sáng mà mềm mịn hơn mọi người ha. Củ gân cao su này, ok. Rồi, giờ em tiếp tục em nghiên cứu tháo cái bo mặt này ra luôn.
tháo cái bao mặt này ra luôn mọi người ha. Ôi trời, lại nó đính keo hết ta. Thử xem nó có lấy ra được nữa không. Lấy cái mặt này ra luôn được không? À, được nè. Giờ mình sẽ cày cái mặt này ra luôn. Rồi, mặt của nó mọi người nè, sáng quắc luôn ha. Rồi, à, thấy rồi, thấy bên trong led của nó rồi nha. Led bên trong của nó rồi mọi người nè. Có hai vòng led đây nè. Con này nói chung là nó sử dụng bóng led nó cũng chất lượng đó mọi người ơi. Đây có bóng led này. Em sẽ tìm cách làm sao mà em lấy được cái mặt này ra nữa, quan trọng lắm. Cực kỳ quá. Có khi nào lấy ra xong quăng cái mặt này luôn không biết nữa. Không biết họ gắn vào bằng cách nào. Và trước tiên thì lấy pin ra nhé. Pin đây mọi người này. Ây da. Muốn lấy pin ra là phải lấy luôn bo led này ra luôn. Bo led này như thế nào để em xem cả nha. Lấy cái bo led này ra luôn xem sao. Lên NoPlay thì nó đầu tư linh kiện khá là chất lượng mọi người nha. Từ bo led mà đến nhựa để làm cho thùng hộp box này kia nó cũng đều ok. Đây. Chờ led mọi người này. Hàng là sản xuất này, hàng sản xuất led này này mọi người. Nhà máy làm led này này. Thì nó cũng đều làm sản phẩm chất lượng đó. Ok. Giờ thì cũng thể tìm cách cày cái này ra được rồi. Đó, đã lên. Ok, rút cái giắc của nó này đã xong. Rút cái giắc ở bên trước này mọi người này. Rồi. Rồi, đã thấy pin của nó rồi mọi người nha. Ok. Ok mọi người, cuối cùng thì cũng đã tháo được ra con cái mặt của nó rồi nha. Con này cũng đang sử dụng chipset là 2836 mọi người nha. Ồ, nó sao con này lại ok hơn. Mặt của nó dập rất là đẹp và sạch sẽ không mọi người nhé. Nên này, nó dập rất là đẹp và sạch sẽ luôn. Chưa. Này các phím chức năng của nó này, Voice Play Power này, LED này. Nói chung là cổng, các cổng kết nối của nó này. Rồi, đây là còn lại cái hộp box của nó này. Rồi mọi người ơi, hiện tại thì em đã tháo ra cho mọi người xem các bộ phận của con R12 nha. Đây thì cái hộp box của nó này. Hộp box của nó là mặt trong cùng nha. Thì nó làm như này, khá là chắc chắn đó mọi người. Cái nhựa nó cũng xài tốt đấy. Nên NoPlay thì không làm thất vọng mọi người nha.
đây, ok. Thứ hai là cái mặt sau cùng này, mặt trong của mặt sau này, thì nó thiết kế kiểu dạng là nhìn phong cách là kiểu gì mọi người ha, này kiểu như là hiện đại cổ điển kiểu gì á, tương lai á, kiểu giống như người ngoại tinh cái gì á. Đây là cái viền led của nó ha, led đó này, led của nó rất là ok mọi người nha, bóng led đồ này, bóng led bóng 3:1 đấy mọi người nha, bóng ok á. Còn đây là cái mặt ở bên trong, nó cũng kiểu làm hiện đại rồi, tráng gương đây mọi người này, tráng gương thì nó sẽ phát quang ra, nó sẽ đẹp hơn nhé. Nhưng mà cái này nếu mà mình tháo ra mà hay bị dấu vân tay á mọi người đó, nó sẽ quang ra, ánh sáng nó sẽ đẹp. Đây, mọi người đưa ra nắng này, chả chả luôn á. Rồi cái đây là cái mặt ốp của phía trước của nó này mọi người này, mặt Mecca phía trước này. Đấy, phía trước thì đây, khi đó là led, con led nó sẽ làm mọi người này trong này dàn quang ra luôn ha. Còn đây là mặt ốp ở phía sau này, mặt này nó úp vô với thằng này luôn mọi người ha. Đây đó, mặt ốp ở phía sau của nó đó mọi người ha. Rồi đây này, mặt trên. Còn đây là pin của nó nha, cell pin của nó là pin con này là 8000, và pin con này thì sử dụng là 4 cell pin 18650 2000 mAh một viên nhé. Còn đây củ loa của nó này, mọi người thấy củ loa của nó sao cẩn cẩn nha mọi người thấy nè, để sát lại là nó bị sao nó rung sao. Thấy chưa? Thấy cụ loa của nó này, rất là gấu luôn nha, đừng có giỡn nha. Loa con này đánh ác á, độ chi tiết con này cao. Nếu mà phân khúc 50W con này với con S64 thì con này độ phân giải tốt hơn, âm thanh hay hơn con S64. Xếp lùa. Còn đây là main board của nó này, thấy chưa? Set thôi. Em dùng cho mọi người thấy này. ATS 2836. Mặt dập rất là sạch sẽ, đẹp đẽ mọi người ha. Đây là cổng kết nối của nó này. Khay khánh thành nhớ này, cổng sạc tai C này, cổng 3.5 này, cổng USB này. Phía sau đây nó dập luôn mạch này là để các phim chức năng này mọi người này. Đấy. Được chưa? Rồi, hiện tại thì em đã quay cho mọi người xem thấy tất cả các bộ phận bên trong của con loa Lendo Play R12 rồi. Thì mọi người thấy con này như thế nào về cấu trúc thiết kế của nó và cách bố trí các sản phẩm cũng như mặt nội tàng của nó như thế nào ha. Loa này, rồi mặt này, cũng như là các bộ phận thiết kế của nó nhìn có ok hay không thì comment bình luận bên dưới ha. Và mọi người muốn em tiếp tục tháo những cái sản phẩm nào ra cho mọi người xem nữa thì mọi người cùng bình luận bên dưới cho em ha. Đừng quên bấm follow kênh và theo dõi và cũng như chia sẻ cho em để có nhiều động lực em tháo cho mọi người xem nhiều sản phẩm hơn nha. Thì góc độ cá nhân của em khi em tháo con loa này ra thì thấy nó làm cũng rất là kỳ. Ron này kia mọi người có thấy là từ cái ron củ loa không á, nó làm cũng rất là dày mọi người nhé, nhìn nó cũng ok. Củ loa này từ bừ này và lỗ thông hơi như này thì nó cũng rất là ổn. Cái thứ ba là về cấu trúc thùng ấy thì nó làm cũng rất là chắc chắn ở trong này mọi người này, cái thùng nó chắc chắn chứ không phải là nhìn kiểu là dạng đồ chơi đâu mọi người nhé. Thấy không, thùng một bốc chắc chắn và nó làm ra từng góc phần bộ phận một luôn, liền khít luôn. Tháo ra cái này là có nghĩa là nó thật là thiết kế rất là giống như là rất là chặt chẽ đó mọi người, chứ không phải là cái khuôn này chỉ để sử dụng được cho những bộ phận này thôi. Còn những cái màu khác mà trước em tháo ra cho những cái hàng khác chẳng hạn mọi người thấy thì có thể là nó ráp tờ lưa hết được ra, nhưng mà con này thì nó phải khít mới được vào được. Đây, thấy không? Cái mặt này nó cũng nhiều lớp đó mọi người, tính ra nhỏ nhưng mà khui ra cũng nhiều bộ phận đấy. Ok,